Cùng với sự kiện Việt Nam Retail Banking Forum diễn đàn ngân hàng bán lẻ Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây. Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam sẽ tiếp tục trao giải thưởng ngân hàng tiêu biểu tại Việt Nam năm 2015. Trong lần thứ tư được tổ chức, giải thưởng vẫn sẽ tập trung trao giải cho các hạng mục về ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển chất lượng dịch vụ. Thông tin được ban tổ chức giải công bố trong buổi họp báo sáng nay ngày 22 tháng 7. So với các lần tổ chức trước, giải thưởng ngân hàng tiêu biểu tại Việt Nam năm 2015 tăng thêm hai hạng mục trao giải. Theo đó, ngoài các hạng mục thường niên như ngân hàng bán lẻ tiêu biểu, ngân hàng điện tử tiêu biểu, ngân hàng có hệ thống an ninh thông tin tiêu biểu, thì có thêm hai hạng mục mới là ngân hàng vì cộng đồng và ngân hàng tiêu biểu trong phát triển bền vững. Như vậy, các hạng mục giải thưởng vẫn tập trung trong việc xét chọn các hạng mục về ứng dụng công nghệ, phát triển chất lượng dịch vụ, đầu cuối và trách nhiệm xã hội mà không đề cập đến các vấn đề nóng như quy mô hay giải quyết nợ xấu. Ban tổ chức lý giải các vấn đề này không được đưa vào hạng mục chấm giải vì mang tính biến động theo thời gian ngắn và khó có được số liệu minh bạch, chính xác. Do đó, ban tổ chức chỉ chấm giải các hạng mục có khả năng đo đạt và định lượng chính xác và tiếp cận được thông tin. Chúng tôi dựa trên mấy cái tiêu chí thế này, làm thế nào đo đạt được, định lượng được, định tính rồi, phải có kinh nghiệm định tính rồi, định lượng được, đo đạt được, mức độ khả năng được, thì chúng ta đánh giá sản phẩm đó ngân hàng. Thứ hai nữa, chúng ta không đánh giá về quy mô ngân hàng, nên đánh giá về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng cái những cái giải thưởng về ngân hàng điện tử thì phải đo đạt mức độ ứng dụng công nghệ thông tin để thực thi các giao dịch thông qua ngân hàng e-banking hiệu quả. Cũng nằm trong chuỗi sự kiện, dự kiến vào tháng 11 tới, IDG cũng sẽ phát hành báo cáo ngân hàng Việt Nam năm 2015.